nay tôi sẽ giới thiệu một cái loại, đó là vật liệu lọc dùng để làm mềm nước cứng. Nước cứng là cái loại mà nước nó có chứa rất là nhiều cái hàm lượng canxi carbonate, tức là đá vôi đấy các bạn ạ. Nếu mà chúng ta mà không không lọc qua cái, không làm mềm nó ấy, thì khi chúng ta đun nước sôi lên ấy, thì nó sẽ kết tủa một cái lượng đá vôi rất là nhiều. Do đó đây tôi có một cái vật liệu này dùng để lọc nước, và nó sẽ loại bỏ các ion canxi cũng như các kim loại ở trong trong nước trước khi chúng ta sử dụng, ví dụ như cho việc nấu nướng hoặc là lọc khác. Cái vật liệu lọc này thì tôi cũng đã dùng cũng khá là lâu rồi, thì là cái nước, nguồn nước ở chỗ chúng tôi rất là nhiều đá vôi. Đây hôm nay tôi mua thì họ đóng vào trong cái hộp tay phone này, chứ không phải tay phone đâu các bạn nhé, đây là chỉ họ đóng hộp thôi cho nó dễ vận chuyển thôi. Đây đây chính là cái loại vật liệu lọc này, nó là gồm những cái hạt tinh thể rất là nhỏ đấy. Chúng ta sẽ nước nó đi chúng ta sẽ làm một cái hệ thống nước lọc đi qua cái hệ thống hạt này, thì nó sẽ được loại bỏ cũng như là giữ lại các cái ion canxi để giúp cho nước của chúng ta là được làm mềm thông qua cơ chế trao đổi ion. Đấy, ngoài ra các bạn có thể làm mềm nước cứng bằng cách là đun sôi nước không để nguội, thì là cái nó cũng sẽ lắng cái năng lượng canxi carbonate xuống, đá vôi xuống. Đấy, còn nếu không, nếu các bạn không muốn đun sôi thì các bạn có thể sử dụng cái vật liệu lọc này. Rất là thường thường cái này dùng được tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm thì nó chúng ta đã phải thay vật liệu lọc mới. Đây là một cái cút này. Cút vặn thôi, đây cút vặn cho thiết bị lọc thôi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.